Shop ở địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu rất là nhỏ gọn của VVTech với mã sản phẩm là Q5RD. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm máy chiếu nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Thì ở cái video clip này mình sẽ tiến hành mở hộp của cái con Q5RD này để xem bên trong của nó bao gồm những cái thành phần phụ kiện như thế nào, cũng như hình dáng của cái chiếc máy chiếu nhỏ gọn này ra sao. Thì trên bao hộp cho ta thấy được dòng sản phẩm này có 5 màu tùy chọn, đó là màu xanh dương, màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng. Thì cái chiếc máy chiếu mà mình đang cầm trên tay đó là nó có màu đỏ. Thì chúng ta có đầu tiên là một cái quy định, thông tin quy định về bảo hành của sản phẩm, đồng thời đó là một cái hướng dẫn sử dụng cùng cái đĩa user manual đi kèm. Tất cả đều bằng tiếng Anh cùng một số hỗ trợ nước ngoài khác. Cái phần bên tay phải nó là nơi đựng cái phụ kiện. Thì ở đây mình sẽ đi lần lượt các phụ kiện có trong cái chiếc hộp này. Thì đầu tiên chúng ta có một cái chiếc remote khá là nhỏ gọn cho cái con VVTech Q5RD này. Thì cái chiếc remote này là mình liên tưởng đến cái chiếc remote của những cái dòng laptop HP trước đây, nó rất là nhỏ gọn. Tiếp theo chúng ta có một cái cọng cáp HDMI, một cái cọng cáp VGA, một cái cọng cáp EV và một cái cục adapter ngôi với hai phần chấu tròn ngang chân. Thì ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái bao da để đựng cho cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này. Thì cái chiếc bao da này nằm ở bên dưới sản phẩm này. Đây là cái chiếc bao da để đựng cho cái chiếc máy chiếu. Bây giờ mình sẽ đi nói đến cái sản phẩm chính của chúng ta, đó là cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này. Thì cảm giác cầm trên tay rất là đầm tay, mặc dù vỏ của cái sản phẩm bao bọc bên ngoài là bằng nhựa, tuy nhiên vỏ này rất là chất lượng, cầm rất là chắc tay. Thì như các bạn đã thấy, mặt trước có thể được chia làm hai phần. Phần bên tay phải là nơi bố trí cái khu bố trí đèn chiếu, và phần bên tay trái chiếm phần lớn ở đây, đó là cái nơi bố trí những cái khe tản nhiệt. Thì việc bố trí những cái khe tản nhiệt nhiều trên một cái thiết bị máy chiếu giúp cho cái máy chiếu hoạt động được mát mẻ hơn, cũng như là giúp cho tăng cái tuổi thọ của cái bóng đèn chiếu lên rất là nhiều. Thì theo mình được nắm thì cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này có cái bóng đèn chiếu có tuổi thọ lên đến 30.000 giờ. Ở phần cạnh tay phải tiếp tục là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt to bên đây, cùng một cái nút chính xác hơn là cái bánh xe để điều chỉnh cái độ zoom cho cái bóng đèn chiếu. Ở cạnh bên tay trái không có gì cả ngoại trừ cái nút nguồn. Đây là cái nút để khởi động cho cái con VVTech Q5RD này được hoạt động sau khi được cấp nguồn. Cạnh sau của sản phẩm chính là nơi bố trí những cái cổng kết nối cơ bản cho cái chiếc máy chiếu nhỏ gọn này. Chúng ta có một cái cổng kết nối nguồn, hai cổng audio, một cổng neo và một cổng in, nó và một cái cổng USB, một cái cổng HDMI cũng như là một cái cổng universal. Ở mặt trên của cái chiếc máy chiếu này là nơi bố trí những cái nút điều hướng cơ bản, cũng như là nơi bố trí của cái phím menu. Thì điểm đặc biệt của những cái phím này, nó không phải là dạng phím vật lý mà nó là những cái dạng phím led cảm ứng bố trí ở khu vực này. Mặt dưới của sản phẩm không có gì cả, tiếp tục là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt ở khu vực này gần cái quạt thông gió, cũng như là bố trí bốn cái chân
đế để tạo cái sự thông thoáng ở bề mặt dưới khi đặt cái chiếc máy chiếu này trên những cái mặt bằng mà chúng ta sử dụng. Thì nhìn chung đây là cái chiếc máy chiếu có kích thước khá nhỏ gọn, với cái diện tích sử dụng rất là nhỏ như thế này, chiếm diện tích sử dụng rất là nhỏ như thế này, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy chiếu này trong những cái buổi hội thảo, những cái buổi trình chiếu seminar trong lớp, hay là những cái buổi xem phim, chiếu phim tại nhà ở những phòng có cái diện tích vừa phải. Thì cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy chiếu này bạn có thể tìm hiểu thêm ở cái bài review về cái chiếc máy chiếu này mà mình sẽ làm sao. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút xíu về cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này. Thì cái chiếc máy chiếu này có cái tuổi thọ bóng đèn lên đến 30.000 giờ giống như mình đã nói. Tuy nhiên cái cường độ sáng của cái bóng đèn này lại thấp hơn rất nhiều so với những dòng máy chiếu khác của ViewSonic, hay là những, tóm lại là những cái dòng máy chiếu có kích thước to hơn. Thì cái bóng đèn của cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này chỉ có độ sáng, có cường độ sáng là 500 ANSI lumen thôi. Đó là điểm yếu duy nhất của cái chiếc máy chiếu này. Còn lại thì mình nghĩ chiếc máy chiếu này rất là tuyệt vời về mặt kích thước, về tuổi thọ bóng đèn, như là về cái độ chắc chắn của sản phẩm, cũng như là cái khả năng hoàn thiện của sản phẩm rất là tốt, rất là thời trang, rất là nhỏ gọn. Thì về cái việc trải nghiệm sử dụng trên cái chiếc máy chiếu VVTech Q5RD này, mình sẽ gửi đến các bạn trong một clip khác. Cảm ơn các bạn, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.